sẽ làm một món ngọt có tên rất là hấp dẫn, đó là sữa chuối. Để làm sữa chuối á, thì tất nhiên là các bạn cần phải có sữa rồi. Sữa thì các bạn dùng sữa bò cũng được, sữa 2% cũng được, hoặc là sữa hạt, bất kỳ loại hạt nào như là hạnh nhân nè. Ngoài ra thì chắc chắn là phải có chuối rồi. Nếu như mà các bạn thích cái mùi sữa chuối nó thơm hơn á, thì dùng một chút xíu cinnamon nữa. Ở bên đây thì mình có một nhúm muối, với lại mình có đường thốt nốt. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi để mình làm syrup chuối trước nha. Để làm syrup chuối á, thì đầu tiên mình sẽ cho vào nồi một muỗng canh đường thốt nốt. Các bạn bật lửa lên cho đường nó tan luôn nha. Tiếp theo mình sẽ lột vỏ một trái chuối. Xong rồi mình cho vào chung trong cái nồi này luôn. Bây giờ mình sẽ dầm nát chuối ra. Các bạn vẫn để lửa vừa để cho đường nó tan nha. Mình sẽ cho vào đây chút xíu muối, vài hạt muối thôi nha các bạn, để cho cái vị ngọt của nó đậm đà hơn thôi. Đó, chút xíu như thế này. Quế thì mình sẽ cho cuối cùng, nên khi nào cho mình sẽ cho các bạn biết. Với nhiêu rau chuối thì mình cho khoảng 1 cốc sữa tới 2 cốc, tùy vào cái độ ngọt của nó nữa. Bây giờ mình sẽ cho một chút xíu cinnamon nữa nha. Tùy vào các bạn thích mùi cinnamon hay không mà các bạn cho. Nếu mà không thích thì không phải cho cũng được, không sao. Mà mình thấy chuối nó rất là hợp với cinnamon. Rồi. Donut đang đợi để thử đây. Mẹ Hằng sẽ cho ra một cái ly. Các bạn thấy nó còn chuối lợn cận ngon ha. Đây, mở donut. Cảm ơn mẹ. Cheers. Sao donut thấy sao, ngon ha? Dạ ngon. Mẹ bỏ chuối, vậy là mình bỏ sữa vô thôi. Khi nào mẹ bày con nấu nha. Thôi chứ, chứ đợi đi. Donut nói là món này dễ quá, donut tự nấu được luôn. Để bữa nào mà hàng cho donut tự nấu xem sao nha. Mọi người ơi, coi donut có gì nè. Một bịch bự luôn, toàn là mấy cái mũ bóp giống như trong phim Crash Landing on You á. Donut có đủ màu luôn, muốn cho mọi người xem đây. Bóp mạnh mạnh chứ con. Cái mũ này người lớn đội cũng được, mà con nít đội là càng dễ thương hơn, giống trong phim á. Bà ngoại của Donut gửi đủ thứ màu luôn. Con chó màu hồng, rồi con chó màu xám, còn có ông già Noel nữa. Màu xanh này là unicorn, nhưng mà vừa giống như là lai bò nữa. Sao ha? Nhìn giống con bò ha? Cái mũi nó bự là bự luôn. Ở phía dưới này nè, các bạn bóp là cái tai của nó vặn lên đó, thấy không? Nó động đậy đó. Ngoài ra thì Donut còn có con chó đốm. Phải ăn chó đốm không? Ồ, dễ thương thế. Đây. Trời ơi, một bịch bự. Con voi dễ thương á, con voi màu hồng. Ờ, dễ thương quá vậy. Nhiều quá mà lấy mỗi lần một cái ra khỏi cái bịch thì hơi lâu nên mà hàng đổ hết ra luôn. Đây chỉ mới là một nửa thôi. Gia tài của Donut còn thêm một bịch nữa các bạn ơi. Một bịch. Ai mua mũ không? Tôi bán mũ đây. Chắc là hai mẹ con mình phải đi bán dạo mới bán hết nhiêu đây mũ. Bạn nào mà ở Mỹ muốn mua mẫu bóp này á, thì cứ liên hệ mình sẽ bán lại cho. Ở xa thì mình ship tới. Bao nhiêu là mẫu đẹp luôn nè. Sao mà donut đổi hết được.
Bây giờ mình sẽ luộc một ít trứng để mình làm trứng ngâm. Mình có một chị bạn ở bên California á, mỗi lần hai chị em nấu cái gì cũng nhắn tin cho nhau. Hôm nay chị ấy làm trứng ngâm để ăn với lại cơm trắng rất là ngon. Sẵn tiện thì mình cũng đang thèm món đó nên mình sẽ làm món đó luôn. Tuy là hai chị em ở xa nhau nhưng mà làm đồ ăn như vậy thì cũng thấy gần gũi hơn. Mình sẽ cho khoảng 6 quả trứng vào trong cái nồi này để luộc nha. Trứng thì các bạn dùng trứng gà á, loại càng ngon thì khi mà làm trứng ngâm nó càng ngon. Chắc là mình luộc 7 quả trứng luôn, tại vì cái nồi này nó vừa đủ cho 7 quả. Bây giờ mình sẽ cho nước ngập trứng để mình luộc. Sau khi cho cái nồi này lên bếp thì mình sẽ mở lửa vừa. Tiếp theo mình sẽ cho một ít giấm và muối vào. Giấm thì ở đây mình sẽ dùng một muỗng canh. Còn muối thì mình bỏ 2 muỗng cà phê muối. Ok. Trứng ngâm thì thường là mình sử dụng trứng lòng đào, nên là mình chỉ luộc trứng trong khoảng 4-5 phút thôi. Chắc là mình luộc 5 phút là vừa đủ. Đây, nếu như mà các bạn thích trứng cứng hơn á, thì các bạn luộc 10 phút hoặc là 8 phút. Cũng tùy theo là cái lò của các bạn nhiệt độ nó ra sao nữa. Mình thì mình sẽ luộc trong khoảng 5 phút thôi. Cách làm trứng ngâm này thì mình làm theo công thức của chị Seon Gi Young Longest này nè các bạn. Mình sẽ để link công thức ở dưới cho các bạn xem. Nhưng mà mình biết là bạn nào mà mê làm các món Hàn Quốc, đặc biệt là mê những công thức Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ biết đến chị này rồi. Trong khi luộc trứng thì mình sẽ chuẩn bị cái nước ngâm. Nước ngâm trứng thì mình có xì dầu nè. Đây là chai xì dầu của mình. Sao mà nó tê tu thế không biết. Tiếp theo là rice syrup. Các bạn cũng có thể sử dụng mật ong hoặc là đường gì cũng được. Ngoài ra thì mình còn có nửa cốc nước lọc nữa. Tại vì xì dầu thì mình phải pha loãng ra, không thôi là nó sẽ bị mặn. Đầu tiên thì mình sẽ cho 1/2 cốc syrup vào trong cái ly này. Mình muốn pha loãng syrup ra cho nó dễ trộn đó các bạn. Nếu như mà các bạn thích trộn thêm mật ong hoặc là đường nâu á, thì dùng thêm cho nó ngon nha. Mình sẽ dùng một nửa là syrup, còn một nửa thì mình sẽ dùng coconut sugar cho nó thơm. Rồi. Sau đó mình sẽ khuấy đều cho đường nó tan. Sau khi đường tan hết thì mình sẽ đổ hỗn hợp này vào trong một cái tô thủy tinh để mình lấy cái cốc mình đong tiếp. Trong cái cốc này thì mình sẽ đong tiếp nửa cốc xì dầu. Rồi. Xong rồi cho hết vào trong cái tô luôn nha. Giờ mình quấy lại một lần nữa cho nó đều lên. Các bạn có thể nếm thử coi nó đã vừa miệng chưa, xong rồi gia giảm cho nó vừa ăn nha. Vị của nó sẽ hơi giống như là xì dầu ngọt mà các bạn hay làm để dầm với lại trứng luộc á. Bên này mình có chuẩn bị sẵn tỏi băm nè, với lại ớt, mình sẽ bỏ vào luôn. Trời ơi, hấp dẫn không các bạn ơi. Bỏ ớt nó nổi lên ngon không nè. Tiếp theo là tỏi nha. Tỏi này nó cũng nổi lên đền theo ớt luôn. Ở trong công thức chính thì có bỏ cả mè nữa, nhưng mà mình không có mè nên mình bỏ qua bước đó. Tưởng tượng là các bạn thấy cái vị của nó ngon rồi đúng không? Vừa có mùi thơm của ớt, tỏi nè. Còn cái xì dầu thì không có bị mặn quá, vừa mặn mặn ngọt ngọt, rất là vừa ăn. Bây giờ mình sẽ bỏ thêm một ít hành lá vô nữa cho nó có mùi thơm của hành lá. Khuấy đều lên. Nếu như mà các bạn có mè thì cứ bỏ mè nha. Bỏ mè xong rồi bỏ hành lá. Vậy là mình đã làm xong cái xì dầu để ngâm trứng rồi. Đợi luộc xong trứng xong rồi mình lột vỏ là mình có thể bỏ vào đây ngâm thôi. Nó cũng không có khác gì mấy là cái món trứng luộc xong rồi dầm với xì dầu ớt tỏi của Việt Nam mình hết các bạn ha. Chỉ khác là nó ngâm qua đêm để cho cái trứng nó thấm gia vị á. Đây là nồi trứng mình đã luộc được 5 phút. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái nước này đi để mình ngâm nó với đá. Các bạn có thể xả nó qua nước lạnh cho nó bớt nóng rồi các bạn bỏ đá vào cũng được.
để đá nó lâu lâu bị tan. Rồi mình sẽ ngâm trứng này với nước đá khoảng 5-10 phút gì đó, xong rồi mình quay lại mình luộc nha. Sau khi ngâm trứng với nước lạnh thì mình sẽ bắt đầu luộc trứng đây. Các bạn đập cho cái vỏ trứng á, nó nứt ra hết như thế này thì khi luộc nó sẽ dễ luộc hơn. Khi quả trứng của mình nó không bị nứt nẻ lỗ chỗ. Mình sẽ rửa trứng lại dưới vòi nước cho nó sạch. Đây. Rồi, cho qua một bên. Các bạn cứ thế mà lột tiếp. Sau khi lột trứng xong thì các bạn cho hết trứng vào trong cái tô gia vị mình đã chuẩn bị sẵn nha. Các bạn nhớ chắc chắn là trứng đã ngập hết trong nước rồi như thế này. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Này nè, nó lõm xuống một ít thì nó sẽ đẩy cái trứng xuống để trứng nó ngập hơn. Đây các bạn coi bên hông nè, trứng nó đã ngập hết rồi đây. Sau khi đậy nắp lại thì mình sẽ cho cái hộp này vào trong tủ lạnh và để cho nó ngâm qua đêm. Sau một đêm là có thể ăn được rồi đó các bạn ơi. Nhà donut đang đi Costco, Dumpling này đang sale nè các bạn. Dumpling này ngon lắm, 11.99 mà còn 7.99 à. Và donut lấy một hộp rồi. Bánh trứng muối bữa nay cũng rẻ hơn, có 7.49 một hộp à, mà quá chừng luôn. Kem này thấy ngon ghê nè. Hôm nay tụi mình đi Costco định là sẽ mua sữa cho Ronald nè, mua nước uống nè, với mua giấy vệ sinh. Ba cái này đang cần lắm luôn á, nhưng mà không mua được một thứ nào. Tại vì mấy bữa nay ở Houston bị bể cái đường ống nước chính á các bạn. Nên là mọi người đổ xô nhau đi mua nước lọc về dự trữ. Với lại chắc là đang dịch corona nè, nên mọi người cũng sợ đi ra ngoài, nhà nào cũng phải trữ đồ ăn hết. Mình muốn mua sữa để donut đem đi học nữa nhưng mà không có, nước cũng không luôn. Thấy lo ghê á. Rồi giấy vệ sinh, nhà còn đống hai cuộn giấy vệ sinh, muốn mua ở Costco cho nó rẻ mà đi vòng quên mất. May mà còn có mua đồ ăn, hôm nay mình còn mua được nghệ tây nữa nè. Nghệ tây này mình thấy ở Costco bán rẻ, một lọ như thế này là 1 gram, mình thấy cũng nhiều lắm nè. Mà 11 đồng hoặc là 11.99 gì đó, cỡ khoảng đó thôi. Cái saffron này thì các bạn có thể bỏ vô cơm nè, súp nè, sauce nè, ice cream nè, có thể làm bánh với nó nữa. Đơn giản hơn là các bạn bỏ nó vô nước ấm á, xong rồi uống mỗi ngày, tốt cho sức khỏe. Ở phía sau này có hướng dẫn cách sử dụng rõ ràng luôn nè. Ngoài ra thì mình mua được dumpling sale, còn mấy thứ khác nữa nhưng mà mình cất hết rồi. Chỉ có mấy cái đồ ăn này, mình sẽ dự trữ ăn trong khi mà lười ra ngoài. Có chicken nugget nè, donut thích cái món này lắm, ba donut cũng thích. Mình thì thích cái dumpling này. Còn cái nghệ tây này thì mình sẽ sử dụng thử rồi mình cho các bạn coi sau nha. Còn cái dumpling của Hàn Quốc này thì mình thấy hầu như là gia đình châu Á nào cũng mua một hộp luôn. Rất là dễ ăn, cái thành phần chính của nó là thịt gà với lại rau nè. Chỉ cần bỏ vô lò vi sóng 2 phút là các bạn có 6 cái súp dumpling ngon lành ăn rồi. Ở bên trong nó rất là juicy. Ngoài ra thì nó còn có kèm theo mấy cái gói sauce nữa. Nên là các bạn hâm nóng bằng lò vi sóng xong chan cái sauce nó lên là có thể ăn được rất là nhanh. Đây là thành phần nè, thành phần cũng sạch, không có mấy cái nguyên liệu mà hóa học mình không có đọc tên được.
hầu như là toàn là những nguyên liệu mà cơ bản để làm thức ăn thôi. Cũng như cái mì hoành thánh hôm bữa mình giới thiệu với các bạn á, cái loại dumpling này thì người ta cũng làm theo kiểu đông lạnh cấp tốc, nên là hầu như những cái nguyên liệu phía trong trước khi đông lạnh là rất là tươi ngon. Mình sẽ lấy một cái ra cho các bạn coi nha. Mình cũng đang muốn ăn cái này nè. Này là mỗi cái ở bên trong. Các bạn thấy không, bên trong nó có 6 cái. Bây giờ mình sẽ cắt cái góc đi, xong rồi mình bỏ vào trong lò vi sóng 2 phút. Rồi, bỏ vào lò vi sóng nha, 2 phút thôi. Sau 2 phút mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Mấy cái gói nước chấm đi kèm nè các bạn, vị của nó rất là ngon. Nếu như mà các bạn thích cay hơn một xíu thì cắt ớt trái vô, hay là trộn nó với một ít sriracha là ăn tuyệt vời luôn. Xong rồi đây, 2 phút trôi qua rất là nhanh. Nếu như mà các bạn sợ nóng thì để cho nó nguội bớt và hãy mở ra. Còn mình thì mình mở ra luôn. Thơm lắm các bạn. Đây, hai cái ô này là để bỏ nước chấm nè các bạn. Sauce here. Các bạn rưới lên bánh luôn cho nó ẩm á, cũng ngon. Với lại cái nước sốt này nó đang lạnh nè, nó làm cho mấy cái dumpling nguội bớt cho mình dễ ăn. Mình thường ăn kèm với lại một trái ớt ngâm. Ớt này ở In-N-Out á các bạn, ăn với burger rất là ngon. Mọi người một ít sriracha nữa. Rồi mời các bạn nha. Mình rất là thích ăn cái dumpling này. Đang mùa dịch bệnh nữa nên là có trong ngăn đá á. Mỗi khi đói bụng lấy ra ăn cũng đỡ phải đi ra ngoài mua thức ăn. Mấy cái đồ đông lạnh như thế này lại giữ ở trong tủ lạnh được lâu nữa. Nên nếu như mà nhà các bạn có freezer, các bạn mua nhiều nhiều chút bỏ vô trong freezer. Lỡ mà dịch nó nghiêm trọng quá, phải ở trong nhà nhiều thì cũng khó mà ăn. Nào trong nước và ẩm. Bạn nào mà thích ăn pudding hay là bánh plăng trứng á, thì thử cái loại này của Nhật nè, rất là ngon. Mỗi khi mình đi chợ Nhật mình thấy hoài à, nhưng mà hôm nay bạn mình mua cho mình mới ăn thử đây. Ở bên trong thì nó như thế này. Mình sẽ múc một muỗng cho các bạn xem. Nó mềm giống như bánh plăng vậy á. Ngon lắm luôn á, béo ơi là béo. Cái này là dạng bánh purin nè các bạn. Ngon lắm. Hmm.